Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày bất kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 728 Kinh Chư Pháp Tập Yếu quyển 2. Phẩm 5 Vô Thường phần 2. Bây giờ các vị trời, đám vui sinh hoan hỷ, sau khi mãn cuộc vui, phải ôm lòng sầu não, như cây đang xanh tốt, lá sum suê che khắp, qua hết thời kỳ ấy sẽ bị héo rụng rời, luân hồi như cây nọ, chư thiên là lá kia, vì thâm đắm dục lạc, bị vô thường hủy hoại, đã như vào mùa mưa, nước rơi khắp hư không, mưa xuống là không còn, dục lạc cũng như thế. Như tiếng vang bên ngoài, do gió mà phát khởi. Hư giả vốn chẳng có, dục lạc cũng như vậy. Là như ngọn lửa lớn, thiêu đốt các củi khô, lửa chết đang hừng hợp, thiêu kẻ tham dục lạc. Vô lượng trăm ngàn kiếp, lưu chuyển trong luân hồi. Bị tham si, mê hoặc mê loạn, mà không nghĩ thoát ra. Mặc tình mà thụ hưởng, đủ các thứ dục lạc, làm nhân cho các khổ phải chịu lấy cái chết. Đó là khổ sinh già, chết, già ái, biệt ly. Ta và người đều thế, không ai tránh khỏi được. Lấy chư thiên đọa lạc, sao không chút sợ lo. Nếu không tìm phương trước, ta cũng sẽ như vậy. Biết thế phải siêng tu, luôn nghĩ đến vô thường. Người này lúc lâm chung không có những đau khổ. Bạn bè và bà con đều ngậm ngùi thương tiếc. Ngay lúc đáng sợ nhất, lo khổ ai chịu thay. Người đang sống sẽ chết, kẻ cho đọa cũng chết. Xuất thần chết rất mạnh, lôi kéo cả hèn sang. Chư thiên nếu hiểu rõ, không sinh tâm buông lung, chớ nhóm các căn lành, đoạn trừ những lậu hoặc. Tụ là gốc của tán, trẻ đi đến già nua, sống bị chết xâm lấn, dựa nhau mà tồn tại, lửa vô thường cướp đoạt. Thiêu được núi tu di, huống gì chúng trời người, như cây chuối bọt nước, nên biết pháp hữu vi, tự tánh không an trụ, dù thường hay hoang lạc, nào có tí gì đâu. Chúng sinh trong thế gian đều biết mình phải chết, không cách nào thoát khỏi, chẳng tìm phương đối trị. Vì sắc thân ta người, làm sao tồn tại được, si ám không hiểu biết, dục lạc cũng như vậy. Tất cả các hữu tình, không tu thiện nghiệp tịnh, bị bánh xe sinh tử, cán nát và hoại diệt. Đủ trăm ngàn chủng loại, dây lát bị tiêu tan, nên biết loài có sinh đều bị chết chế phục. Người nào ý tham đắm, thường thích sống buông lung, không gây nhân an lạc, đều bị diêm ma buộc. Ý thân đẹp khỏe mạnh, tham vui liền tiêu tán. Diêm ma la sức mạnh thích gần gũi người ấy. Ai gần diêm ma la là kẻ ngu hèn nhất, khóa là cùng thọ mạng đều mong chóng tiêu diệt. Chư thiên tham dục lạc, mãi mãi bỏ nhân lành, đuôi mù không hiểu biết, bị dục vọng lừa dối. Không ai đức sáng suốt, căn độn tâm tán loạn, từ cõi trời dạ ma theo nghiệp nên đọa lạc. Tạm thời dừng dục lạc, già suy đã kề bên. A sinh tâm nhiễm đắm, không mắt không trí tuệ. Hưởng thụ không nhàm chán, những khóa lạc thường chịu. Bất chợt trong tích tắc, thần chết đã gần kề. Kẻ ngu không biết dừng, chẳng nghĩ đến già chết. Giờ sau lúc lâm chung, hối hận nào có ích. Hoang lạc ở cõi trời, suy xét có được, sẽ có được. Nhưng khi bị đọa lạc, khóa lạc ấy đi đâu? Hoang lạc mau dời đổi, thọ mạng cũng như vậy, tự thân không tồn tại, chắc chắn chẳng nghi ngờ. Từ lúc còn khỏe mạnh, tịnh thí tâm tỏ ngộ, mong cầu tích chánh pháp, chính là bậc có trí. Những cuộc vui sẽ hết, ái ân chắc chia lìa, mạng sống sẽ chấm dứt. Chưa chết nên tu tập, thân chết thật hiểm ác, chỉ chánh pháp cứu độ, vì thế thích chánh pháp, được sinh ơn an ổn. Nhờ vui thích chánh pháp được sinh lên cõi trời, người ấy khi thoái diệt không có chút khổ đau. Phàm phu lúc sắp chết tâm tư không hề vui, bạn bè tuy đông nhiều, độc hành chẳng ai theo. Những việc làm khi sống lúc chết sẽ hiện ra, lo sợ riêng mình biết thân thuộc cần làm gì. Người ấy lúc lâm chung khởi phân biệt các pháp, mê chấp là của mình, sinh tử thật đáng sợ. Cảnh giới như nọc rắn, tham độc nên ngất ngây. Chư thiên không hiểu rõ, bị thần chết xâm đoạt, hoặc chết ở cõi trời, hoặc sinh trong cõi người. Hãy suy xét kỹ lưỡng, khổ sinh diệt nối nhau, chạy theo ngọn gió nghiệp, chịu nhiều thứ khổ đau, đời có bậc chánh nhân hàng phục tâm thoát chết.
không bà con, cha mẹ, bạn bè cùng đứng bọc. Người này khi lâm chung thường thay đi một mình, bản tánh tự lừa dối, chết chẳng có bạn bè, nhất tâm không ràng buộc vợ con và quyến thuộc. Bà con hay thân tộc không có ai cứu được, lo sợ không chỗ nương, nhìn nhau như xa lạ. Kẻ ngu không hiểu biết đời này đã luống qua, đời sau chịu gian truân, tự mình thọ quả khổ. Nếu lo sợ khổ đau, sao không sợ thần chết, chứ tâm cầu chánh pháp sẽ được vui chân thường. Chư thiên vì tham dục, ngu muội không tỏ ngộ, tất cả đều vô thường, hóa lạc nào bền lâu. Pháp huyễn tức thay đổi, nhưng thật tướng không động. Chư thiên bỏ cung điện vì không đương chánh pháp. Kẻ tâm tư loạn động, đam mê năm thứ dục, không biết thọ mạng hết sẽ chịu khổ thảm độc. Chư thiên này đến đi, sinh ở cõi trời khác, rồi có lúc đọa lạc, ngày hết là đến đêm. Ngày như là tuổi thọ, đêm ví tựa tử vong. Hiểu biết hai tướng ấy, tâm phải khéo tu tập. Cả nhục trói chúng sinh, mãi mãi không tự tại, sẽ bị ma chết ấy, không lâu hàng phục mình. Người nở nhiều vua nịnh, cung phụng bằng lời hay, kẻ ngu đến lúc chết, theo nghiệp chịu quả báo. Xưa ở rừng vườn đẹp, gió thơm ao trong mát, buông lung vui chơi mãi, khoan lạc nào biết gì. Dục lạc sẽ thay đổi, thân này phải hoại diệt, vì sao bậc trường phu mà bị dục sai khiến. Khổ đau già hoang lạc, tráng niên hoặc già nua, dòng họ hèn hoặc sang bị do thường chế phục. Xinh đẹp hay thô xấu, mạnh mẽ và yếu kém, bà con người xa lạ bị vô thường chế phục. Vô quan hay sứ giả, trưởng giả hoặc tùy tùng, kẻ mềm mỏng ngang mạnh bị vô thường chế phục. Người nghèo khổ giàu có, bậc có đức không đức, đàn ông hoặc đàn bà bị vô thường chế phục. Du khách hay ông chủ, sống dưới nước trên đất hoặc sống nơi núi cao bị vô thường chế phục. Ngủ nghỉ hay tỉnh thức, ăn uống hoặc nằm yên, dù đến hay ra đi bị vô thường chế phục. Ở trên không trên đất, ở ngoài biên địa thành thị, như cưa vòng không ngừng bị vô thường chế phục. Người đủ trí nhiều tiền, siêng năng hay phóng dật, bệnh khổ và khinh an bị vô thường chế phục. Kẻ bạo ác nhân từ, cần kiệm hay xa xỉ, người giác ngộ si mê bị vô thường chế phục. Địa ngục hay ngạ quỷ, bằng sinh hoặc là người, kẻ giả đại dũng mãnh bị vô thường chế phục. Chư thiên ở cõi dục hoặc sống trong cõi sắc, vì không có năng lực bị vô thường chế phục. Chúng trời cõi vô sắc, trụ tâm ba bát đề đều không có năng lực bị vô thường chế phục. Các pháp do duyên sinh nhất định bị tan hoại, chưa thấy một pháp nào có khả năng thường trụ. Tội lỗi của năm dục xuất buông bỏ đoạn trừ, lìa các tham ái đó ra khỏi biển ba cõi, hữu tình hay vô tình, chung cuộc đến chỗ diệt. Hiểu tướng thế gian ấy, tâm nên thích tịch tỉnh. Vườn rừng các núi báu, cung điện rất nguy nga, kiếp tận lửa đốt sạch, chứ thiên đều phải chết. Ngu si tâm phóng dật, cảnh giới nào thỏa mãn, dây ái trói thật chặt, từ đó bị đọa lạc. Thỏa mãn và dục lạc hãy lập tức bỏ đi, kẻ lưới mù không thấy lạc mất con đường chánh. Tất cả các chúng sinh mạng sống như bọt nổi, bị sóng dục ngã nghiêng, sắc đẹp nào bền chắc. Chúng trời cõi đâu suốt lửa vô thường thiêu đốt, dầu hết đèn không sáng mau chóng cũng như vậy. Nghiệp quả như bánh xe, 12 chi như tâm, đều làm nhân dắt dẫn, sinh diệt cứ xoay tròn. Bà khoái lạc cõi trời, cảnh giới đẹp trang nghiêm, lại phải chịu luân hồi, bị họa diệt hàng phục. Vì bị diệt hàng phục, nên thêm nhiều gốc khổ, xoay vần trong ba cõi, không thoát khỏi khổ đâu. Bị trời này đọa lạc, các trời khác vui mừng, rồi thế sinh sân giận, lưu chuyển mãi không ngừng. Phước hết bị đọa lạc, trôi nổi trong biển hữu, dù nhân khổ nhân vui, tự chịu chẳng sai lầm. Do sơ tu nghiệp thiện, được sinh lên cõi trời, tham vui bỏ nhân tịnh, dần dần bị tiêu hết. Nhân tịnh không tăng trưởng, phước đức nào lâu bền, tất cả là vô thường, đều phải bị hư tán. Các sắc tướng hữu vi đều hư giả vô thường, chúng sinh tham vọng tưởng, không thích đương chánh pháp. Chư thiên đam mê lạc, mau chóng như thác đổ, mạng sống trong giây lát, ngu si không tỏ ngộ, tự tạo nghiệp bất thiện mà phải bị già chết. Chư thiên hiểu sai lầm, thường tìm cầu cảnh dục, ba cõi có gì vui, tất cả đều vô thường, bị ngu si che lấp, không thể tìm đường thoát. Ví như trong hư không, rơi những trận mưa lớn, thế mưa nhanh không ngừng, khoái lạc cũng như vậy. Như gió thổi cát bụi, tạm dừng ở hư không, hoặc nghiệp mình, hoặc nghiệp vừa hình thành, không biết đọa chỗ nào.
Chúng sinh không thường còn, khoái lạc cũng mau chóng. Kẻ ngu không chánh tư, khoái lạc đâu thể được. Ham thích nhiều dục lạc là nhân của luân hồi, nếu không khéo hiểu rõ sẽ bị chúng hủy hoại. Những khổ vui như thế nương nhau mà tồn tại, giống như vòng hoa đẹp phủ che con rắn độc. Như thức ăn có độc, ăn vào sẽ bị chết. Kẻ tham mê dục lạc chìm đắm trong cõi ác. Tất cả tướng hữu chi nằm trong sinh rồi diệt. Khoái lạc cũng như vậy, vọng tâm sinh ưa thích. Do hư vọng sinh dục, phúc chốc bị lưu luyến, khoái lạc và thỏa mãn không bao lâu bị diệt. Người thích làm việc lành, trước sau giữa không lười, vì tâm ý tịch tỉnh khi chết không lo sợ, thân hình sẽ tiêu diệt, ân ái cũng chia liền. Kẻ ngu không suy xét, thường tham cảnh dục giới, già chết như xa lăng, mau chóng khó phòng giữ. Chúng sinh không mất trí, nên bị chúng cắn nát. Chư thiên khi đọa lạc, căn thức đều hôn mê, bà con phải đề bỏ, chịu khổ không ai cứu. Hưởng thụ các dục lạc, tham đắm tâm không nhàn, nên đến lúc lâm chung phải chịu nhiều khổ não. Người tạo các nghiệp lành, khỏi đọa trong đường ác. Về sau khi lâm chung không có những lo sợ, lúc cho bị tan hoại đều đủ các phước báo. Tự được thiện lợi lớn là bậc an ổn nhất. Chư thiên thì đọa lạc, người đời lại chết hiểu, đã biết chúng vô thường, sao còn tạo nghiệp ác. Ví như dầu tim hết, biết đèn sẽ bị tắt, nếu phước nghiệp tiêu tan, sẽ mất cung điện trời. Như tường được tô vẽ, tường hư tranh còn sao, quê ớt phước suy vây, nhất định phải đọa lạc. Chư thiên mất cảnh đẹp vì tham đắm dục lạc, tất cả các hữu tình hệ ngộ pháp vô thường, sống bị thần chết nuốt, trẻ bị già lấn lắc áp. Tứ đại chợt tăng giảm, sao tránh khỏi bệnh khổ, nếu sinh đã có nhiều, nhiều cũng không hạn lượng. Diệt rồi lại sinh ra, sinh sẽ phải già suy. Trong sát na tích tắc, lo sợ đã đến gần, thay đổi mãi không ngừng, sao mọi người không biết. Tất cả các chúng sinh, tuổi trẻ mau thay đổi, mạng sống bị vô thường, sao mọi người không biết. Cứ ngày ngày suy giảm, phút chốc sẽ hoài diệt, vì nghiệp lực dắt dẫn, sao mọi người không biết. Muôn ngàn ức chư thiên, tự tại sống vui chơi, còn phải bị đọa lạc, sao mọi người không biết. Chư thiên xấu cõi dục, tham đắm những khoan lạc, đó do đó mà hoại diệt, sao mọi người không biết. Khóa lạc như mộng huyễn, lại cũng như bọt bóng, tại mà có lại hoàng không, sao mọi người không biết. Là như bóng dạo nắng, do vọng tưởng sinh khởi, kẻ ngu bị luân hồi, sao không sinh nhàm chán. Thân chết thật đáng sợ, không cách nào thoát khỏi, nhà cửa cung điện trời, có gì tồn tại mãi. Khóa lạc đều chấm dứt, vô lượng khổ bất bách, bà con sẽ chia liệt, đó chính là thần chết. Ngu si lấp chánh tuệ, hướng đến nơi lo sợ, biển khổ rất rộng sâu, đó chính là thần chết. Các căn đều yếu kém, dây lát mạng sắp dứt, bỏ hết danh tiếng tốt, đó chính là thần chết. Cảnh giới được thọ hưởng, danh dự và lợi dưỡng, do đây mà tiêu tán, đó chính là thần chết. Chân thật chắc chắn rằng, cảnh giới và chúng sinh, tất cả đều bị hoại, đó chính là thần chết. Chư thiên, long, dạ xoa và các loại quỷ thần đến lúc phải tiêu diệt, đó chính là thần chết. Như ngựa chấn giọt chạy, như lửa dữ đốt thiêu, tất cả không chịu được, đó chính là thần chết. Bỏ hết thọ noãn thức, vẫn xứ đều tan hoại, pháp ấy bình đẳng nhất, đó chính là thần chết. Các loại hữu tình này thay đổi mãi không ngừng, hãy bỏ tâm phóng dật, xuyên tu các nghiệp lành. Như gió thổi chim bay, bản tất bản tánh rất nhanh lẹ, thọ mạng của chúng sinh còn nhanh hơn chim gió. Thế gió có xoay tròn, chim bay còn trở lại, chúng sinh hết mạng sống, mến tiếc cũng chẳng còn. Hình xác đều hư hoại, phước nghiệp lại tiêu tan, bị vua diêm ma ấy dùng sức mạnh trói buộc. Khổ chết thật hiểm ác, hủy hoại các chúng sinh, mau chóng không ngừng nghỉ, sao không tự giác tri. Chư thiên gì buông lung, tham lạc lại ngu si, không biết khổ não lớn, nhất định phải tự chịu. Gọi các pháp hữu phi, theo tánh không thường còn, lo sợ sẽ sinh ra, dần dần bị phá hoại. Tuổi trẻ bị già suy, thân chết nuốt mạng sống, do trụ nhân hủy hoại, nên sinh các tai ương. Chư thiên vị phóng dật, tâm tham dục cuồng loạn, đã không sinh lo sợ các nghiệp ác như thế. Mắt tuệ thấy rất rõ, các quả khổ vị lai, người trí khéo suy xét, kẻ ngu khởi đạo đi. Do tâm tạo nghiệp ác, tự lừa dối chính mình, phước giảm mạng chấm dứt, như dầu hết đèn tắt, hưởng thụ không nhàm chán, những khoái lạc thường chịu, vườn rừng cảnh giới đẹp, do đó mà đọa lạc. Thọ mạng chẳng bền chắc,
cứ như bọt nước nổi, đã có tất thành không, kẻ ngu cũng như thế. Như gió thổi bọt tụ, chỉ dừng lại phút giây, chư thiên khi hết phước, nháy mắt không thể ngừng. Người tham đắm dục lạc, bị tham dục sai khiến, cứ thế mong cầu mãi, chỉ biết chết gần kề. Do trôi theo tham ái, niệm niệm càng tăng trưởng tăng, nào biết thọ mạng mình dần dần bị tổn giảm, khỏe mạnh cho khô gầy cũng giống như gầy đánh, khinh an bệnh xâm lấn tổn hại cũng như thế. Ba loại tội ác này phá hoại thiên phi thiên, phàm phu càng ngu muội thấy vậy chẳng lo sợ. Nhìn mình người bà con như mũi giải không bỏ, do những si ái ấy nên trói buộc với nhau. Nếu người tham dòng dõi con cháu kế thừa hoài, như tầm tự trói mình rốt cuộc có được gì? Mạng sống khó bảo tồn, giặc chết có sức mạnh, nhanh chóng không ngừng nghỉ, tích tắc đã gần kề, chẳng phải trời tu la, người quỷ thần các loại, chỉ trừ Phật Thế Tôn, không sức nào điều phục. Biết rõ sức không sức, chỉ bày pháp chân thật, không tạo nhân các tội, vĩnh viễn liền được ác. Phẩm 6 không phóng dật phần 1. Nếu ai thích phóng dật, kẻ ấy không giải thoát, do ngu si mê loạn nên cách xa Bồ Đề. Người không thích phóng dật, xem phóng dật như thù, chư thiên vì phóng dật phải đọa trong địa ngục. Chúng sinh mà phóng dật thì chìm trong sinh tử, nếu tâm lìa tội ấy, tự tánh vốn thanh tịnh, không phóng dật hơn hết như được uống cam lồ, gặp phóng dật si mê uống độc phải được phải chết. Lại nữa, người phóng dật như lửa độc hừng cháy, do đó tạo các nghiệp mãi mãi bị thiêu đốt trong tất cả thế gian, vô vi tịch tịnh nhất. Người nào không phóng dật sẽ đến được nơi này. Kẻ nào sống phóng dật thường tạo nghiệp bất thiện, bị ngu si che lấp làm sao được sanh thiên. Phóng dật gây hoại diệt, lìa nó được an ổn, ác độc thật đáng chán, do vậy nên lánh xa. Người nào không phóng dật được thế gian tôn trọng, thường xa lìa điên đảo, được khen bậc chánh nhân. Cớ sao tham dục lạc, sinh tội lỗi buông lung, nếu không tâm kiềm chế, bị ma chết khuất phục. Hỷ lạc như tro nóng, phóng dật dường lửa dữ, thiêu do lượng chư thiên, si đắm không nhận biết. Kẻ không đoạn phóng dật, bị luân hồi sinh tử, bị cảnh giới bế hoặc, không thể cầu giải thoát. Phóng dật dắt chư thiên, đọa lạc trong hiểm nạn, vì thế người trí tuệ gọi phóng dật là độc. Khoái lạc như mật ngọt, kẻ phóng dật thích nếm, sao phải chịu quả, sao chịu lấy quả khổ. Tự nhận những độc hại, phóng dật rước nguy ách, người trí đều biết rõ, ngu si không nhàm chán, chẳng khác nào bò trâu. Người thích sống buông lung, chỉ có khổ đau thôi, phóng dật nhân chẳng lành, chút vui không chịu được, không phóng dật sẽ được tâm sống trong tịch tỉnh, phóng dật vượt mọi kẻ, chỉ chịu khổ địa ngục. Chư thiên tham phóng dật, đắm nhiễm trong vô minh, giống như các loài khác chỉ nương dựa ngu si. Chư thiên luôn phóng dật thấy các thứ biến hiện, rằng thường ở cõi trời không biết mình đọa lạc, đã nữa các vị trời biết hưởng lạc chừng mực. Nhưng nếu buông lung nhiều, phá hoại từ chút tội, tham đắm không dừng bỏ, mà nhiều lạc cõi trời, phước nghiệp giảm theo đó, nên biết sẽ thoái đọa. Vì tội lỗi phóng dật, chư thiên vĩnh viễn trừ, vì tham ái không bỏ, tự đau lợi đọa lạc. Ngu si thích phóng dật, sinh các thứ tội ác, đến lúc sắp lâm chung, bị lửa dục thiêu đốt. Năm dục như mặt đất phóng dật từ đó sinh, thường đắm nhiễm si mê, không tu tập phước nghiệp. Dục là nhân phóng dật, rất nhanh lẹ độc ác, người trí nên chế phục, hiểu nó như giấc mộng. Mộng không nhân địa ngục, năm dục chính là nhân, nên xa lìa năm dục, xuyên tu hành thù thắng. Chư thiên tùy ý niệm có được các dục lạc, dùng trí khéo khăn ngộ thì không bị buông lung. Chư thiên ở cung điện bị cảnh giới mê hoặc, phóng dật không giải thoát, chìm đắm trong biển khổ. Phóng dật ngu si nhất, do mình là nguồn gốc, bị si mê che lấp, tuy thấy khác gì mù. Như ngọn lửa bùng cháy, từ đốm lửa phát sinh, phóng dật sinh các hoạt, vì ngu si tạo ác. Nếu tâm sinh phóng dật thì bị chúng thiêu đốt, cũng thế kẻ ngu si sẽ đọa vào địa ngục. Chư thiên sinh phóng dật, tham đắm các thiên nữ, thích hòa hợp phóng dật, bất chợt liền xa khổ. Chư thiên lúc sắp chết, gần kề sự sợ hãi, quá lạc chẳng bền chắc, nên khối hận chán xa. Hội họp sẽ ly tán, tam lạc bị khổ hoại. Kẻ mạnh, khỏe mạnh bị khô gầy, tất cả đều chấm dứt. Lại nữa, loài hữu tình,
Nghiệp thiện ác trói buộc và luân hồi các cõi thay đổi như hát tuồng. Do sức nghiệp lôi kéo trơ lăng trong luân hồi, phước hết là vô thường, kẻ trí không tránh khỏi. Phẩm vật thật đáng ghét hãy tìm cách xa lìa, ai đoạn trừ lỗi ấy sẽ vượt biển ba cõi. Như người rớt hố sâu, mạng sống rất mong manh, phẩm vật sẽ đọa lạc, chút vui không giữ được. Do tội lỗi phóng dật tạo do luật nghiệp ác, suốt cả ngày lẫn đêm không có chút nghiệp thiện. Thế gian suốt thế gian, bao nhiêu điều an lạc bị phóng dật hủy hoại. Bởi vậy nên sẽ bỏ phóng dật phá hoại nhanh, lìa nó được an ổn, sau được sinh lên trời làm thiên chủ tối thắng. Người xa lìa, lìa xa phóng dật là đoạn nhân lưu chuyển, vì thế nên sẽ bỏ xa lìa được lo sợ. Người mong cầu hỏa vui, phải trừ nhân khổ ấy. Ai đoạn tâm phóng dật không có các nạn khổ. Người thích sống phóng dật dẫn sinh từ ngủ nghỉ và nhân duyên tạo ác sẽ rơi xuống bờ hiểm, không phóng dật hơn hết đền đệ sinh chút nào. Xa lìa thường an ổn, thâm đắm bị nó buộc. Chứ thiên vì phóng dật nên càng thêm si mê, như chim không biết gì luôn gây nghiệp địa ngục. Vô lượng các vị trời bị dục vọng trói buộc, rớt trong biển phóng dật như cá chui vào lưới. Hữu tình trong cõi trời, mê dục không hiểu biết, bị phóng dật buộc tâm, vui ấy có lâu gì. Tâm chuyển theo phóng dật, cảnh giới luôn trước mặt, không chán xa dục lạc, chư thiên ấy khổ đau. Chư thiên tham dục lạc, đều do tâm phóng dật, pháp ấy không bền chắc, hay hủy hoại mạng sống. Vô lượng trăm ngàn ức, nên do tha chư thiên, bị lửa dục thiêu đốt do ngu si phóng dật. Tội ác của phóng dật làm cho các hữu tình tạo những nhân bất thiện sẽ sâu lãnh chịu quả khổ. Hãy quan sát chân thật tự tánh của phóng dật, dường như là nọc rắn lại giống dao kiếm bén. Phóng dật khiến chư thiên tất cả đều chuyển đổi, trước xem như bản thân, sau biết là cừu oán. Trời người Atula và các loài rồng cát đều vì tâm phóng dật mà sinh các chướng nạn, bị phóng dật mê hoặc, không thể tu pháp lành, người này mất lợi lớn, mong hướng đến đường ác. Những ai thường tham đắm, ăn uống cùng hội họp, tạo những nghiệp súc sinh, bị phóng dật lừa dối. Lại nữa các vị trời xa lìa, các nghiệp thiện luôn luôn theo si mê, phóng dật từ đâu có. Chứ thiên vì phóng dật phước hết bị đọa lạc, lại bị gió nghiệp thổi, trôi nổi trong đường ác, trải vô lượng ức kiếp, lăn trong khổ sinh diệt, không chánh niệm tư duy. Thường sinh lòng lo sợ, chứ thiên vì ngu si, uống nước độc phóng dật, sâu đọa trong địa ngục, lửa dữ luôn vây quanh. Người ở trong cõi đời, tuệ hạnh không phóng dật, xuyên tô các phước nghiệp sẽ được sinh lên trời. Thân người rất khó được rồi lại buông lung, phóng dật thật đen tối, sẽ chịu khổ địa ngục. Người thích sống buông lung, lại không lòng thương xót, đến lúc sắp lông chung, các nhiệt não cực khổ, chẳng phải lửa đời đốt. Hoặc do kiếm chặt đứt, lửa phóng dật hừng hợp phát sinh từ năm căn, vui hết là chịu khổ, bà con cũng như thù, đều do phóng dật sinh, vì thế nên xả bỏ. Phóng dật và si ái làm tăng trưởng lòng tham, ba loại đáng sợ này hoại việc lành chúng sinh. Vô trí bỏ chánh pháp, thích làm việc buông lung, vì sứ giả diêm ma rượt đuổi lúc lâm chung. Phóng dật rất hiểm ác, người trí thường giữ gìn, đến lúc sắp mạng chung, an ổn không lo sợ. Phóng dật khổ đau nhất, không phóng dật an vui. Ai muốn được an ổn đừng nên sống phóng dật. Ở bất cứ nơi nào tạo tội ác phóng dật, phá hoại các căn lành, sinh ra những chướng ngại. Là nửa kẻ phóng dật tham đắm sắc thân này, vì thêm sự ngu si nên hướng đến hiểm nạn. Những ai sống phóng dật nhất định đọa đường ác, kẻ ngu không hiểu biết nằm trong thay thần chết. Chứ thiên mà hết phước đều do sống phóng dật, bị chúng gây tổn hại, đọa lạc không thể cứu. Chỉ có một pháp lành, đầy đủ các công đức, luôn sống hạnh nhẫn nhục, thương xót loài hàm tức. Nhờ xuất hiện căn này, lâm chung không lo sợ, vì thế bỏ phóng dật, chuyên chú siêng tu tập, thường lìa xa ngu si, khéo giữ gìn trí sáng, đạt được hai pháp này, phóng dật tự đoạn trừ. Pháp tài trượng phu ấy nhất định phải tu tập, nhờ đầy đủ pháp tài nên không thích phóng dật. Phóng dật là dây trói, không phóng dật gỡ ra hai tướng trạng như thế, hãy tìm cách chọn lựa. Người thích sống phóng dật nên suy nghĩ cho kỹ, và sau lúc lâm chung sẽ biết nghiệp quả ấy. Là nửa người xuất gia thường sống biết tri túc, sẽ nào tu nghiệp thiện, gần với vui tịch diệt.
bỏ ràng buộc tới tục và nghĩ đến chân đế, không làm việc của ma, rất ít bị loạn động. Người tâm ý tịch tỉnh, xa lìa mọi mong cầu, thắng trí sẽ phát sinh, nào có khổ đau gì. Dùng chánh tuệ quán xét, mọi lo sợ sau nay, vị lai sẽ thoát khỏi vô lượng dây phiền não. Ai không thích phóng dật, không gặp các nạn khổ, nhờ trí liệt cấu nhiễm sẽ chứng nơi chân thường. Phóng dật hay phá hoại năm dục của chư thiên, cũng chỉ kẻ vô muội tham đắm không hiểu biết. Ai thích sống phóng dật là kẻ bên thần chết, nếu liệt tội lỗi ấy, khéo giữ gìn tuệ mạng. Phóng dật không phóng dật, hai thứ như đã nói, vâng chúng thì đau khổ, rồi bỏ khỏi tử vong. Chư thiên và người trời thường tham đắm dục lạc, giống như loài phi cầm, hai thứ không gì khác, không thông đạt chánh pháp, chẳng hiểu nhân giải thoát. Chư thiên và người đời giống như các loài ấy. Ai trừ bỏ phóng dật, thích tu hành thù thắng, các hữu tình như vậy chính là bậc chân trí. Chư thiên thích vui chơi, thường sống trong phóng dật, dù hưởng phước báo rồi chẳng khác loài chim ấy. Các nghiệp có sai khác, sinh phải bị biến đổi, chỉ pháp thiện đáng thực nương, nhất định không đọa lạc. Ai không hiểu luân hồi, tất cả đều chấm dứt. Chư thiên thật ngu si, đạo điên từ tổn hại. Chư thiên nương chánh pháp, trụ cảnh giới vô cấu, không làm việc buông lung, được thế gian cung kính. Khổ đau và dục lạc đều từ nhân duyên sinh. Chư thiên nên hiểu rõ chớ làm việc phi pháp, cũng như tự trói mình với bà con bè bạn, không lo sợ luân hồi, làm sao cầu thoát khỏi. Uống rượu sinh phóng dật, người trí nên tự biết, uống vào sẽ tiêu tan, nạn phóng dật khó hoại. Phóng dật sinh cuồng loạn, giông rủi trong năm đường, vì thế phương tiện nói, bị tai họa mê mờ. Người sống trong phóng dật, chịu tội vô số kiếp. Uống rượu có lúc tỉnh, phóng dật say ngày đêm, người xa bỏ phóng dật nhất định không đọa lạc, bị phóng dật lôi kéo, đắm chìm trong ba cõi. Người nào thích lợi ích, hãy bỏ những phóng dật là phiền não tối thượng, chứ Phật đã dạy thế. Bị phóng dật kéo lôi, làm cho tâm loạn động, chư thiên cũng vì nó, giả đại không tu đoạn. Nếu không lìa phóng dật, ác tuệ này đáng sợ, nhất định đọa hiểm nạn, sao chịu nhiều bất não, từ cõi trời đọa lạc. Phải chịu những khổ đau, nên biết phóng dật ấy thật chẳng đáng thân cận. Ai thích sống phóng dật, không được chút an vui, nên biết tâm phóng dật nguồn gốc của khổ đau. Vô số các vị trời đều vì nhân phóng dật, đọa lạc trong địa ngục trăm ngàn vô số kiếp. Phóng dật là giặc thù, không phóng dật là bạn, vì vậy luôn gần gũi, thường làm việc lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.